Chào quý vị và các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến mọi người chiếc xe Suzuki Ertiga phiên bản màu xám. Đây là phiên bản hộp số tự động và hôm nay mình sẽ so sánh luôn với phiên bản hộp số sàn. Có rất nhiều bạn đang hỏi mình cái phiên bản hộp số sàn và mình nhân video này mình sẽ chỉ cho các bạn thấy điểm khác biệt giữa bản số sàn và số tự động. Đây là bản số tự động, hộp số 4 cấp AT, rất tiết kiệm nhiên liệu. Đây được nhập khẩu nguyên chiếc Indonesia. Đây là phần mặt của Suzuki Ertiga 2019 được thiết kế lại, rất trẻ trung hiện đại. Cụm đèn pha projector hiện đại. Phía dưới là đèn gầm. Ở vào phần đầu xe này so với bản số tự động và bản số sàn sẽ khác nhau, đó là ở bản số sàn thì nó sẽ không được trang bị đèn gầm. Đèn gầm của nó sẽ là các bạn xem ảnh bên cạnh. Nó sẽ là xe bản số sàn, còn đây là xe bản số tự động sẽ có thêm hệ thống đèn gầm. Điểm khác biệt tiếp theo với bản số sàn và số tự động đó là ở bên ngoài, đó là phần gương. Ở bản số tự động thì xi nhan được tích hợp sẵn trên gương và gương có gập điện, chỉnh điện. Còn bản số sàn thì gương không được tích hợp xi nhan và không có gập điện, chỉ có chỉnh điện thôi. Tiếp theo về phần tay nắm cửa, ở phiên bản hộp số tự động thì đây sẽ sử dụng chìa khóa thông minh. Đây, chìa khóa thông minh, khi chúng ta đứng gần cửa thì trên tay nắm cửa của bản số tự động sẽ có thêm một nút thông minh. Khi chúng ta cầm chìa khóa đứng gần, chúng ta bấm vào đây và mở cửa. Còn với phiên bản hộp số sàn thì tay sẽ là sử dụng khóa thường, không phải là chìa khóa thông minh. Đấy là những điểm khác biệt so với bản số sàn và số tự động. Còn lại thì phần ngoại thất của hai phiên bản là hoàn toàn giống nhau. Một phần đuôi xe ở phiên bản số tự động sẽ được trang bị sẵn cam lùi, đây là cam lùi của bản số tự động, và trang bị hai cảm biến lùi, đây là hai cảm biến lùi. Ở phiên bản số sàn sẽ được không trang bị cam lùi và cảm biến lùi. Ngoài ra phần ngoại thất thì hai phiên bản sẽ hoàn toàn giống nhau, không có điểm khác biệt. Động cơ cũng sẽ là động cơ 1.5 mới nhất của Suzuki. Tiếp theo chúng ta sẽ vào phần nội thất của xe để so sánh giữa hai phiên bản. Đây là phần nội thất của xe Suzuki Ertiga phiên bản hộp số tự động, sẽ được trang bị sẵn màn hình cảm ứng tích hợp Android Auto và Apple CarPlay. Ở phiên bản hộp số sàn sẽ không được trang bị màn hình như ảnh bên cạnh của mình đây. Tiếp theo, phiên bản số tự động sẽ được trang bị chìa khóa thông minh Startup Engine, còn phiên bản số sàn sẽ là khóa cơ thường. Và dễ nhận thấy nhất đó là hộp số của đây là hộp số tự động của phiên bản số tự động, còn phiên số sàn đây sẽ là một số 5, số tiến và một số lùi. Và ngoài ra ở phiên bản số tự động thì hộp này sẽ có cửa gió làm mát, đây gió làm mát cho ly để nước tại vị trí này. Ở phiên bản số sàn sẽ không có. Ngoài ra ở phiên bản số tự động đây sẽ là open giả gỗ, và phiên bản số sàn ở đây sẽ là ốp nhựa đen bóng chứ không phải vân giả gỗ như phiên bản số tự động. Ngoài ra thì toàn bộ phần nội thất và ngoại thất cũng như là động cơ không gầm của hai phiên bản là hoàn toàn giống nhau, chỉ khác nhau một số option trang bị thêm như vậy thôi, để sự rộng rãi thoải mái cũng như là quá trình vận hành sử dụng của hai phiên bản là hoàn toàn như nhau. Để biết
Hiện tại thì hai phiên bản này bên mình đã có đầy đủ xe màu để giao xe. Bên mình đã nhận đặt cọc, nhận giao xe ngay luôn trong tháng này. Để biết thêm thông tin chi tiết về giá cũng như là các chương trình khuyến mãi của chiếc xe này cũng như các dòng xe khác của Suzuki, xin mời quý vị và các bạn liên hệ với mình qua số điện thoại ở trên. Và nhớ ấn like và subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin cảm ơn.